Hi, xin chào các bạn. Trước khi mà vào chương trình đó là mở cái hộp cái lo Telebox cầm số là F110 này. Thì hôm nay khi kênh Smartphone Channel mình sẽ có một cái dịp khuyến mãi dành cho các bạn. Đó là khi các bạn mua một trong hai cái lo Telebox cầm số là F611 và lo F220 này, thì mình sẽ khuyến mãi cho các bạn cái lo F110 này. Và mình sẽ là tính tiền hai cho các bạn. Xin kính chào quý vị các bạn đối với kênh Smartphone Channel. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu lo. Thì trước đó mình có giới thiệu cho các bạn là mẫu lo Telebox F220 và nó một mẫu nữa là F611. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu lo nhỏ hơn, sẽ đi kèm theo nó sẽ là công suất nhỏ hơn đó. Nhưng mà cái mẫu này thì dành cho thích hợp cho các bạn nào mà sử dụng cho gia đình hoặc là sử dụng cho laptop mà trong phòng nhỏ đó, thì nó sẽ là ok hơn nó nhiều và giá thành nó sẽ là mềm hơn, các bạn sẽ dễ mua hơn đó. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thông số kỹ thuật hoặc là những cái tính năng của cái con lo đó là FM110 này. Thì đây chính là cái mặt hộp của nó. Thì các bạn có thể thấy là cái logo đó là Telebox ở đây và cái mã số nó sẽ đưa lên góc trái nè, F110 này. Thì cái lo này nó cũng giống như những cái tính năng khác của hai cái lo lớn. Thì công suất của nó thì chỉ là 25W thôi. Đó, chia đều ra ba cái lo. Và nó sẽ có một cái chỗ để các bạn gắn cái hệ nhớ nè, một cái chỗ đó là để gắn cái cổng USB. Đó. Và đồng thời thì cái này các bạn có thể là kết nối qua được laptop nè, kết nối Bluetooth qua điện thoại nè, hoặc là các bạn muốn truyền qua cái Android TV Box thì vẫn được. Nhưng mà cái này thì công suất hơi yếu, thì các bạn nếu mà kết nối Ampli thì không thể. Đó. Và mình sẽ ra nói một số tính năng của nó, ví dụ như kiểu dáng nè, về âm thanh trung thực. Thì Telebox F110 là hệ thống lo 2.1 nè, bạn có thể đặt hai lo, nói chung là mấy cái các bạn đều biết rồi. Đó. Và công suất thì 25W như nãy mình đã nói. Và ở đây thì các bạn có thể là cắm jack 3.5 để có thể là truyền qua cái bằng điện thoại này, hoặc là laptop này, hoặc là PC vân vân. Đó. Bây giờ mình sẽ là mở hộp luôn cái con Telebox có mã số đó là F110 này. Ok, đây sau khi mà mình đã mở hộp cho các bạn xong, đây chính là cái sản phẩm đó là Telebox, lo Telebox có mã số là F110 này. Thì cái lo chính của nó thì nó sẽ có hình chữ nhật vuông vắn như thế này và hai cái bàn là hai cái lo phụ. Đấy, các bạn nhìn rất giống cái bàn là luôn. Đấy, và nó sẽ có cái thương hiệu đó là Telebox của mỗi cái lo lớn và lo nhỏ như thế này. Trước mặt các bạn đây sẽ có một cái tích hợp một cái cổng USB nè, một cái cổng thẻ nhớ và những cái nút điều khiển, ví dụ như là nút volume lớn nhỏ, nút scan và nút mode. Đó. Và dám một cái mặt đèn đây, thì khi các bạn mà chuyển qua Bluetooth hoặc là chuyển qua đài thì nó sẽ hiện lên cái mặt đèn như thế này. Đó. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem phía sau của cái cổng kết nối của con Telebox F110 này nhé. Và đây chính là phía sau của cái lo Telebox có mã số nó là F110. Thì phía sau đây sẽ có cái chỗ volume tổng này và một cái chỗ volume bass. Ở đây thì nó không có volume chép nhé. Và nó sẽ có một nút bấm mở nguồn và hai cổng, đó là cổng audio output và cổng đó là audio input ở đây, và một cái dây nguồn. Đó. Và hai cái dây này chính là các bạn đưa vào ngay cái chỗ audio output đó các bạn, để nó truyền về hai cái lo phụ bên đây này. Đó. Và còn cái audio input đây thì các bạn truyền âm thanh vào cái lo này. Ok,